đừng bắt em phải quên preview tập 8, nắm được bí mật của Ngân, Linh lên kế hoạch chia rẽ Ngân và Luân. Quý vị khán thính giả thân mến, ở tập 7 bộ phim Đừng bắt em phải quên vừa lên sóng, Linh đã đến nhà hàng Sen Bạc với mục đích là lân la hỏi chuyện về bà chị trước đây đã gặp Ngân, khiến Ngân tỏ ra vô cùng bối rối. Đó chính là những nghi ngờ và thắc mắc trong lòng Linh là mối quan hệ giữa người đàn bà này với Ngân là gì. Linh rất muốn biết nên tò mò tìm đến để hỏi dò, nhưng tình cờ lại nghe được câu chuyện của bà Diệu, chị gái Vũ và Ngân. Hai người nói về chuyện tình cảm xưa kia của Vũ và Ngân là lý do tại sao họ lại phải chia tay nhau. Vốn tò mò từ lần Ngân đưa tới đây ăn, Linh đã từng đến đây gặp mẹ Duy để hỏi dò, nhưng hôm đó bà Diệu lại đi vắng nên chưa tìm hiểu được gì thêm. Lần này thì không nhọc công, Linh đã biết được bí mật của Ngân bấy lâu nay mà cả Luân, chồng của Ngân cũng chưa bao giờ biết. Linh sung sướng và nhếch mép cười một cách đầy nham hiểm. Đang đà tấn công anh trai mưa, bà dì trơ trẽn này đang từng bước đáp trả Ngọc, con gái của Luân và Ngân một cách quyết liệt, khiến cô bé có cao tay đến đâu thì cũng không thể ngờ bà dì này lại đáp trả cực gắt như vậy. Nhưng chắc chắn Ngọc cũng không để yên cho Linh muốn làm gì thì làm đâu. Sang tập 8, sau khi biết được bí mật của Ngân, Linh đã cố tỏ ra vô tình nói cho Luân biết, khiến Luân xưa nay không bao giờ quan tâm chuyện quá khứ của Ngân. Nhưng nghe cách Linh nói, Luân không khỏi giật mình. Luân cũng nhớ lại đã bao lần Ngân đã ngỏ ý muốn kể chuyện trước đây của mình cho Luân nghe, nhưng Luân đều gạt đi, nói rằng không cần quan tâm tới quá khứ của Ngân, chỉ cần Ngân yêu thương mình và toàn tâm toàn ý với mình là được. Cùng với những gì Linh nói bóng gió, lại thêm dạo này thấy vợ có nhiều dấu hiệu bất thường, ít đến shop thời trang, Luân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ vợ. Được thể Linh lại nói luôn rằng Ngân hay lui tới và thân thiết với chủ cửa hàng này, biết đâu là để hỏi thăm về người tình cũ. Luân cũng không tin cho lắm, nghĩ rằng đó chỉ là mối quan hệ xã giao của vợ với người quen cũ. Biết khó mà để Luân trúng kế của mình ngay, Linh tính kế lâu dài hơn. Còn Ngọc thấy mẹ mình dần gặp nhiều rắc rối, gia đình không vui vẻ kể từ khi có sự xuất hiện của Linh, lại vài phen bị bà dì này đáp trả một cách cứng rắn. Ngọc thấy không thể hỗn với Linh trước mặt cô ta được. Hội bạn của Ngọc đã hiến kế cho Ngọc chị Tiểu Tam. Tuy nhiên những trò trẻ con không thể qua mắt được cáo già Linh sẽ làm tổn thương tâm hồn trong trẻo của cô bé mới lớn. Đúng là kẻ xấu thì nhận biết ngay từ điệu cười đến dáng đi, nét mặt và giọng nói cũng chả tìm đâu ra một sự tử tế cả. Linh đúng là loại em gái mưa trơ trẽn lố bịch thảo mai nhất màn ảnh Việt. Linh sẽ bày trò như thế nào tiếp theo? Ngọc có giúp bố mẹ cứu vãn được tình hình không? Diễn biến chi tiết sẽ có ở tập 8 Đừng bắt em phải quên, lên sóng lúc 21 giờ tối mai ngày 19 tháng 3 trên kênh VTV1. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem để biết rõ hơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.